vì Thảo có một cái số show diễn mà Thảo đã ký kết hợp đồng trước ở Mỹ, vì vậy thì Thảo phải thường xuyên bay đi bay về. Nhưng mà có hôm thì máy bay xuống trễ và Thảo đến tập trễ, thì có thí sinh ở lại chờ nhưng mà cũng có thí sinh bỏ về vì ai cũng bận rộn hết. Thì mọi người là hẹn 4 giờ thì Dũng tới đúng 4 giờ. Thì như sau đó thì 6 giờ thì Dũng phải ra khỏi cái lớp nhạc đó để mình bước sang cái lớp khác, đó là đi dạy yoga. Tới giờ thì Dũng phải đi thôi, thì sau đó thì Dũng đi rồi thì Thảo tới. Nói như là hai anh em không có thể gặp nhau được, cũng không có thể nào mà hợp tác nhau được trong cái phần đó. Thảo cũng cảm thấy áy náy lắm, nhưng mà không biết phải làm sao. Và trong đó là lại thí sinh khó chịu nhất nữa, thí sinh Trung Dũng của đội Thanh Thảo đó, là anh có bị việc phải đi, anh bỏ về không có tập được với Thảo. Một phần thì Thảo cũng buồn, nhưng mà sau đó thì anh cũng gọi điện để và cô hẹn nhau một cái buổi tập khác. Trời chết rồi, bài hát này nó khó quá và nó rất là hay, tại vì cái thế hệ trước ai cũng thuộc hết. Nếu như mà mình hát á, mà sai lời hoặc là mình hát không có đúng theo cái cảm xúc của cái bài hát của tác giả gửi cho bài hát thì mình cũng chết. Bởi vì á, là bằng cái cách là Dũng nghĩ là chắc tới ngày thôi, bây giờ nếu mà không thuộc lỡ không thuộc thì thôi bây giờ ghi vô tay. Trăng, biết trong vắng và biết em trai đã. Mà đời là như chiêm bao, khi yêu nhau biết xa sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, nên đôi khi trái tim ta nhỏ màu. Yêu tình nào đoán đến phút cuối, bẽ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối. Tình đầu chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi. Em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn làm tóc rối? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi đâu rồi? Mồ bia để tên em đó sao? Em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã xa đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn mơ khi thức trắng đêm thâu. Mà đời là cơn mộng thôi, mà người đời được nhìn cơn mộng trôi. Lúc bỡ ngỡ, lúc gắng bó và có lúc sóng gió. Dù tình thì rất mong mai, khi ta yêu trái tim ta màu say. Dù tình đẹp như trong tranh, như tranh xuân vẫn không như lòng buồn. Tình chân thì vẫn quá bát ngát, mà đường chân thì vẫn hơi quá ngắn. Thành một đời người chỉ toàn chấp chờ mà mơ. Thank you.
ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn mơ khi thức trắng đêm thâu. Mà đời là cơn mộng thôi, mà người đời được nhìn cơn mộng trôi. Lúc bỡ ngỡ, lúc gắn bó và có lúc sóng gió. Dù tình thì rất mong manh, khi ta yêu trái tim ta màu say. Dù tình đẹp như trong tranh, như tranh xuân phấn không như lòng buồn. Tình trần thì vẫn quá bát ngát, mà đường trần thì vẫn thấy quá ngắn. Thành một đời người chỉ toàn ôm trắng chờ mà. Làm sao anh hôn lang tộc rồi? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi em đâu rồi? Mổ bia để tên em đó sao? Em ơi đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Em ơi đâu rồi? Làm sao rồi em ơi đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi đâu rồi? Mổ bia để tên em đó sao? Em ơi đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Em ơi đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Cách đây trước ngày ghi hình thì là khoảng 3-4 ngày, Dũng vẫn chưa thuộc lời bài hát này. Thật sự là nó quá khó và nó có những cái ca từ nó rất là sâu xa và mình phải ngồi viết ra giống như là phân tích kịch bản vậy đó. Ở cái câu này nhạc sĩ viết làm sao sao rồi mình mới sắp thứ tự để mình định hình để mình hát cho được. Nên vì vậy nó là một cái áp lực rất là lớn cho Dũng ngày hôm nay. Thật sự là rất là lo cho cái ca khúc này. Khi mà anh nói đến cái việc là anh phải ngồi anh chép lời ra để anh tìm hiểu lời thì em đã thấy cái điều đó trong cái phần hát của anh. Bởi vì với những cái bài hát như thế này thì cái người phải có trải nghiệm rồi, có kinh nghiệm sống rất là dày rồi thì người ta mới làm tốt được cái bài dạng như thế này. Thảo chọn cùng với anh bài này em nghĩ là rất là hợp lý. Có nghĩa là ngay từ đầu cái hiệu ứng về mặt ánh sáng, về mặt sân khấu mọi người đã làm rất tốt. Em đang chờ anh hát như thế nào. Anh cảm cái bài hát này như vậy thì em thấy là rất là tốt rồi. Thanh Hà sẽ bổ sung cho cái phần của Bách. Về phần trình diễn, về diễn xuất thì bạn làm đạt lắm. Hà nói thật là không có chỗ nào mà phải nói hết. Chỉ nhắc nhở đến cái phần đầu bạn có quên lời và hát sai lời một tí xíu. Là Dũng phải nhớ về cái phần phát âm. Yeah. Để ý, bởi vì sao cái ca từ này nó quá đẹp như Dũng vừa nói. Thật nhé, bạn rất là đẹp trai, cười rất là phong độ, rất là đàn ông. Đó. Cái này mới là cái chính á. Và cái mà tôi thích bạn nhất nữa là bạn lại biết nấu ăn, đi thẳng vào cái bao tử luôn. Thì mà bây giờ hát hay, chuẩn nữa thì còn ai mà chịu cho nổi, phải không ạ? Mr. Dũng là một người rất là rành rõi về ăn mặc và người là diễn viên đã lăn xả sân khấu rất nhiều. Nên cái sự lựa chọn cho nhân vật và trang phục thì Hương hoàn toàn yên tâm. Và Thảo là một người huấn luyện viên đầy đủ bản lĩnh kinh nghiệm nữa. Lựa bài hát cũng rất chuẩn luôn. Cái tông không làm khó Thảo mà không làm khó anh Dũng. Phải khen ngợi là giọng Thảo hôm nay quá mạnh. Đó, xuất hiện ra nữa. Váy em đẹp nên cho em xuất hiện chút xíu đi. Đây, bộ váy này rất là đẹp. Dạ anh Hưng, em cảm ơn anh. Mà trước khi em nói tiếp thì có lẽ là cái ý tưởng dàn dựng của bài hát vừa rồi em phải nói rằng là cảm ơn anh. Bởi vì là anh xem bài hát vừa rồi chắc chắn anh hiểu rằng là nó có liên quan tới một ca khúc của anh trong Diamond Show. Vì vậy thì cái gì mà hay mình có quyền học hỏi. Và em học hỏi anh là để em muốn anh chấm điểm cao cho thí sinh của em. Cảm ơn. Sợ chưa rồi đó. Trời ơi, anh cũng đang ngại điều đó mà không dám nói. Mình muốn nói cái gì nó cũng sẽ khán giả cho là biện hộ hay binh vực cho đồng nghiệp. Thực sự là cái ý tưởng này của anh đạo diễn Trần Phi Mỹ nó quá đỉnh rồi, cho nên là Thảo buộc lòng không có cách nào sửa chữa hơn bưng nguyên si vô luôn. Không, hợp lý, nó hợp lý với trong cái em ca chỉnh khúc lại, này. Chỉnh lại anh nói nguyên si chi lên kìa. Em có chỉnh lại. Em muốn có một cái câu chuyện
về một người vợ ma, giống như là cái câu chuyện mà người chồng ma trong cái ca khúc của anh Hưng. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là mình đặt để như thế nào. Và thêm nữa là cái hình ảnh nó sẽ hoàn toàn khác, chứ không được phép copy hoàn toàn ý tưởng của người khác. Bởi vì nếu copy hoàn toàn như vậy á, là mình sẽ rất là khó để lấy được sự yêu thương của giám khảo cũng như là quý vị khán giả. Còn nếu mà mình biết cách đặt để như thế nào đó cho nó phù hợp, và nó hợp với ca khúc, hợp với ngữ cảnh mà nó đẹp, và được mọi người ở đây tán thưởng nữa là được rồi, đúng không ạ? Đi đâu vậy? Đi đâu em lên ghế ngồi, em lấy ngồi em làm giám khảo luôn đó. Lên ngồi, ngồi đi. Ngồi đi. Em được quyền ngồi đây. Rồi. Về nhà nuôi. Đó, giám khảo là nhỏ này chứ không phải tôi nha. Trời đất ơi, cái gì mà dễ sợ vậy hả cô? Hả? Cô chưa đường sống cho người khác chứ chứ? Không phải, em nói anh nghe là em phải bảo vệ thí sinh cho tới cùng. Dạ. À vậy hả? Dạ dạ đúng rồi, tại vì thật sự rất là căng thẳng và rất là cực khổ, mà mấy anh chị giám khảo cũng ráng nương tay cho các huấn luyện viên và thí sinh. Hướng bởi vì thật sự rằng là bảo vệ thí sinh của mình hết trơn á. Ok, tới cái phần chuyên môn. Dạ. Đúng là có một sự tiếc nuối từ Hưng khi mà trong giọng hát của anh Dũng nó có đầy đủ những sự lo lắng và sự quan tâm và sự nhớ bài, về sự sợ mình hát sai lời. Cái điều này rất là đáng trân trọng. Và bây giờ xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng hãy chấm điểm. Hưng có 90% sự hài lòng về tiết mục này. Điều đó tương đương với số điểm là 9. Sự biện hộ đầy thuyết phục và xuất hiện đầy dễ thương của Thanh Thảo. Tổng số điểm sẽ là 9,75. 9,75. Xin cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng. Riêng Thanh Hà thì Thanh Hà muốn cho điểm cao hơn. Nhưng mà vì như hồi nãy Hà nhắc với Dũng đó, thì sẽ là điểm số ngày hôm nay Thanh Hà gửi cho Dũng, chứ không có phần của cưng đâu nha. Đừng có nhìn gì với ánh mắt đắm đuối như thế. Nhìn Hà Dũng. À Tới gần xíu, lấy điểm anh. Ngừng ngay đó. Tới gần mà phải cười nữa. Mỹ Nam kế liền. Cười lâu lâu một chút gì Dũng. Cũng có 9,75 thôi Dũng ơi. 9,75. Với một cái số điểm khuyết nhỏ nhỏ em lấy bớt đi của anh, thì lần sau anh sẽ thả lỏng hơn với bài hát. Nên là em xin phép bớt đi 0,25. 9,75. 9,75. Không có đâu rồi. Không có đâu rồi. Phải nói là chị Thảo dành rất là nhiều tâm huyết dành cho tiết mục, cũng như là muốn sự xuất hiện của anh thật là đặc biệt. Anh nghĩ sao? Trước tiên thì Dũng phải cảm ơn tất cả anh em đều rất là hỗ trợ cho Dũng cái phần này. Lần trước á, tuần trước thì khán giả cũng thấy là Dũng đã rơi vào vòng nguy hiểm, là một cái ca khúc mà gắn liền với Quang Dũng và Thanh Thảo, Vì Ngọt Đôi Môi. Nhắc tới là người ta chỉ biết là Thanh Thảo với Quang Dũng thôi, người ta không có biết Trung Dũng là ai. Nhưng mà khi Trung Dũng xuất hiện thì Trung Dũng càng bê bết hơn. Mà vậy đó, huấn luyện viên kỳ này phải bù lỗ cho Dũng bằng cách là phải chọn cái ca khúc nào đó Thanh Thảo phải lui về chút xíu để cho Trung Dũng được tung cái sự thể hiện cái khả năng của mình. Xin cảm ơn huấn luyện viên Thanh Thảo rất là nhiều. Cô ấy đã bay ra sân khấu để mà coi như là giống như là dùng mỹ nhân kế để mà xin điểm luôn á.